Con xin trân trọng kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Trong niềm vui của thánh lễ tạ ơn hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Thiện giáo chúng con rất vui mừng trước sự hiện diện đầy yêu thương của quý cha và quý cộng đoàn. Giờ đây, con xin trân trọng kính mời ông trùm giáo họ nhà xứ đại diện cho cộng đoàn giáo xứ lên dâng lời cảm tạ chúc mừng cha mới Đa Minh. Xin trân trọng kính mời ông. Trọng kính quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha giáo, quý cha đồng tuệ, kính thưa quý thầy phó tế, quý bề trên các dòng tu, quý thầy, quý dày, quý chức, quý cố, quý khách và quý cộng đoàn hiện diện. Hôm nay cộng đoàn giáo xứ Thiện giáo chúng con rất vui mừng phấn khởi được đón người con yêu dấu của quê hương là cha mới Đa Minh Vũ Văn Trường về dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa tại nhà thờ giáo xứ Thiện giáo. Có thể nói rằng cha mới Đa Minh là hạt giống tốt lành của giáo họ nhà xứ giáo xứ Thiện giáo mà Thiên Chúa đã gieo trồng trong vườn hoa giáo hội với bao hy sinh, cố gắng học tập và tu luyện, với sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của các đấng bậc, của gia đình và của quý ân thân nhân. Qua bao nhiêu năm tháng mong chờ và nay đã đến ngày sinh hoa kết trái. Trước tiên, con xin đại diện cho cộng đoàn giáo xứ cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý khách đã về với giáo xứ chúng con để cùng với cha mới và giáo xứ chúng con dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa trong ngày vui mừng này. Trong niềm vui mừng ấy, giờ đây con xin được đại diện cho quý chức và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thiện giáo có đôi lời tâm tình. Trước hết, cộng đoàn giáo xứ chúng con hiệp cùng với cha mới và gia đình bà cố dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân cao cả Ngài ban, nhất là hồng ân thiên chức linh mục mà cha Đa Minh vừa lãnh nhận. Con xin đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Thiện giáo hân hoan chúc mừng cha mới Đa Minh, kính chúc cha luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để cha luôn là vị mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Con cũng kính chúc và chia vui với bà cố và gia đình đã quảng đại dâng hiến con cái mình cho Thiên Chúa. Xin chúc mừng người mẹ đã tần tảo hy sinh, đóng góp chút hương sắc vào vườn hoa giáo hội. Kính chúc bà cố và gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an, dồi dào ơn Chúa trong đời sống hàng ngày. Để diễn tả niềm vui mừng và lòng yêu mến sâu sắc, cộng đoàn giáo họ nhà xứ và giáo xứ Thiện giáo chúng con có láng hoa tươi thắm cùng với tặng phẩm xin kính dâng cha mới trong ngày vui hôm nay. Xin cha vui lòng đón nhận. Tiếp đến là lãng hoa và tặng phẩm của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ chúc mừng cha Đa Minh.
Tiếp theo là đại diện dòng tộc có tặng phẩm chúc mừng cha Đa Minh. Tiếp nữa là đại diện gia đình Ninh Tông có tặng phẩm chúc mừng tân linh mục.